Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin bỏ nghề giáo, tháo chạy sang tư bản bóc lột, lấy ai để mà sánh vai cùng các cường quốc năm châu. Vào năm 1946, trong thư ông Hồ Chí Minh gửi cho học sinh nhân ngày khai trường, ông có gửi gắm tham vọng sánh vai cùng cường quốc năm châu vào các em học sinh. Thực chất có đưa được Việt Nam sánh vai cùng cường quốc năm châu hay không là trách nhiệm và khả năng lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Trong đó, ông Hồ Chí Minh đóng một vai trò lớn. Toàn Đảng Cộng sản sau này vẫn luôn học tập và làm theo tấm gương của ông. Vứt bỏ chức hiệu phó để sang Hàn Quốc lao động kiếm sống. Từ năm 1946 cho đến nay đã 77 năm, Việt Nam có sánh vai cùng các cường quốc năm châu hay không thì có đáp án rất rõ ràng, không cần phải bàn cãi. Chủ thuyết Cộng sản do ông Các Mác và Lenin nặn ra đã tàn phá nhân loại kinh khủng. Quốc gia nào bị Cộng sản cai trị thì quốc gia đó ngập tràn trong nghèo đói và lạc hậu. Chủ nghĩa này không đưa ra bất kỳ dân tộc nào đến với văn minh, mà ngược lại nó dìm các dân tộc bị nó thống trị ngập trong vũng bùn ô mê tăm tối. Ngày trước khi người ta tung hô các lãnh đạo Cộng sản là bởi xã hội lúc ấy bị bế quan tỏa cảng. Người dân bị cấm nghe đài phương Tây, bị cấm tiếp cận với các thông tin từ bên ngoài dưới mọi hình thức. Thực chất quan chức của Đảng Cộng sản thời đó cũng như thời nay cũng tham lam, cũng bất tài và cũng gian ác. Ngày đó người ta không thấy quan tham nhiều bởi vì xã hội thời đó quá nghèo đói, không có gì nhiều để cho quan tham biển thủ, chứ họ chẳng trong sạch gì cho cam. Khi mà xã hội đã làm ra của cải vật chất nhiều hơn thì quan tham mọc lên như nấm sau mưa. Quan chức tha hồ ăn của dân, không chừa một thứ gì. Vứt bỏ nghề giáo của các giáo viên chạy theo tiếng gọi của tư bản bóc lột. Ông Hồ Chí Minh khi bước ra lên đỉnh cao quyền lực, ông ta đã hoang tưởng về một Việt Nam sánh vai cùng các cường quốc năm châu. Vì đơn giản ông ta không nhìn ra những sự tệ hại của Đảng Cộng sản và không nhìn ra sự vô năng của những con người được nhào nặn từ cái nồi Cộng sản ấy. Cho đến nay, với 77 năm là thời gian quá đủ để kết luận Đảng Cộng sản không có khả năng xây dựng Việt Nam hùng cường. Mới đây, báo chí cho biết, tại tỉnh Hà Tĩnh, giáo viên liên tiếp bỏ trường để sang Hàn Quốc tìm việc. Tại huyện Kỳ Anh, thầy phó hiệu trưởng trường trung học cơ sở Kỳ Xuân bỏ nhiệm sở sang Hàn Quốc tìm việc. Sau đó lại thêm hai thầy giáo cấp 2 xin nghỉ phép đi khám bệnh, nhưng thực tế đã sang Hàn Quốc tìm việc lao động chân tay. Sau khi các thầy đã chạy theo tiếng gọi của tư bản bóc lột, thì đến ngày 9 tháng 6, Phòng Nội vụ tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã ra quyết định kỷ luật buộc thôi việc đối với thầy giáo Trần Đăng Giang, sinh năm 1978, và thầy Hồ Văn Thuận, sinh năm 1978, cùng là giáo viên toán tại trường trung học cơ sở Kỳ Phú. Đây được xem là kết quả tất yếu khi mà nghề giáo với mức lương chết đói không thể kiếm thêm gì được bởi đủ thứ lệnh cấm của Bộ Giáo dục và cả sự chỉ trích của dư luận xã hội. Hiện tượng ép học sinh phải học thêm có nhiều nguyên nhân, nhưng trong đó không thể thiếu nguyên nhân đồng lương công chức không đủ sống. Đây là thất bại thảm hại của một nền giáo dục tại Việt Nam. Thế này thì Việt Nam làm sao sánh vai cùng các cường quốc năm châu cho được? Nó thật là mỉa mai. Ước mong hoang đường của ông Hồ Chí Minh trước đây. Người dân Việt Nam rất thực tế, đi xuất khẩu lao động sang các nước tư bản, dù làm công nhân, lao động chân tay thì mỗi tháng thu nhập cũng bằng nhiều tháng lương của giáo viên. Không ai trung thành với sự nghiệp giáo dục khi mà ngành giáo dục bị xem thường, bị hắt hủi và ít được quan tâm hơn ngành công an. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư vào con người, tuy nhiên Đảng Cộng sản sợ người Việt Nam có hiểu biết thêm thì lại đòi dân nhân quyền và dân chủ và chạy theo tiếng gọi của tự do. Cho nên họ không bao giờ đầu tư vào giáo dục một cách thật lòng như nhiều nước khác. Đảng Cộng sản cần ngu dân hóa để mà dễ bề cai trị. Do đó, họ phá nát nền giáo dục là một trong những cách ngu dân tốt nhất. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin bỏ nghề giáo, tháo chạy sang tư bản bóc lột, lấy ai sánh vai cùng cường quốc năm châu đây. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de
để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tổng đưa lò áp vào lưng quý tử nhà Ba Dũng. Sau đại dịch Covid-19 có hai ông bộ trưởng trong chính phủ bị càn quét mạnh nhất, đó là Bộ Y tế và Bộ Ngoại giao. Với Bộ Y tế, người cao nhất bị quật là Phó Thủ tướng phụ trách Y tế Giáo dục Vũ Đức Đam. Ngoài ra còn có ông cựu Bộ trưởng Bộ Y tế phải vào tù. Bộ Y tế liên quan đến vụ Việt Á. Bộ thứ nhì bị càn quét mạnh đó là Bộ Ngoại giao với cựu Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh bị loại khỏi vũ đài chính trị. Ngoài ra còn có cựu Thứ trưởng Tô Anh Dũng và nhiều quan chức khác của ngành ngoại giao cũng bị bắt tạm giam. Bộ Ngoại giao bị dính vụ án chuyến bay giải cứu. Vào năm 2020, ông Nguyễn Thành Nghị đã bị kiểm điểm. Vụ chuyến bay giải cứu còn liên quan đến Bộ Giao thông Vận tải, trong đó có hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines. Tuy nhiên, vụ chuyến bay giải cứu không càn quét nhiều ở bộ này và ở hãng hàng không. Đây cũng là một dấu hiệu cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng đang chống tham nhũng nhưng tránh vùng cấm. Bộ Giao thông Vận tải là nơi tập hợp ngân sách lớn và nhiều dự án rất dễ ăn. Cục đăng kiểm đang được ông Nguyễn Phú Trọng cho đốt, trông có vẻ đốt mạnh nhưng cho tới nay có vẻ như vụ án này đang chững lại. Chỉ mới bắt ở các trung tâm đăng kiểm và những quan chức cấp thấp, chưa thấy nhân vật cộm cán nào trong Bộ Giao thông Vận tải bị sở gáy vì vụ này. Vụ án này còn phải đợi bởi Bộ Giao thông Vận tải là nơi có tấm khiên che chắn rất cứng. Qua vụ chuyến bay giải cứu thì ai cũng thấy rõ điều này. Vụ IC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cũng đang càn quét qua các tỉnh, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Quảng Ninh và mới đây là tỉnh Thanh Hóa. Ông Trịnh Văn Chiến, cựu bí thư tỉnh Thanh Hóa được xác định là có dính đến IC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Những quan đầu tỉnh có cấp hàm ngang với bộ trưởng. Hiện nay, các quan chức cấp tỉnh nào từng bắt tay với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đều phải lo sợ, không biết bao giờ sẽ đến lượt mình. Hiện nay, ông Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Hồng Minh đã bị kỷ luật kiểm điểm. Mới đây, tại kỳ họp thứ 29 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, diễn ra từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 6, ông Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đã ra quyết định kỷ luật ông Bùi Hồng Minh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, cựu Chủ tịch Hội đồng Thành viên, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xi măng Việt Nam. Mức phạt là cảnh cáo, mức phạt nhẹ nhất trong khung hình phạt của Đảng Cộng sản, dành riêng cho các đảng viên của mình. Cũng như bao nhiêu báo cáo khác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Bùi Hồng Minh đã bị kết luận vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, những điều đảng viên không được làm, vi phạm trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh và công tác cán bộ, có nguy cơ mất vốn đầu tư. Ông Bùi Hồng Minh, 52 tuổi, quê tại Thanh Hóa, có thời gian dài làm việc tại công ty xi măng Bút Sơn và xi măng Bỉm Sơn. Ông từng đảm nhận các vị trí lãnh đạo của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam như Tổng Giám đốc từ tháng 9 năm 2017 cho đến tháng 8 năm 2019, Chủ tịch Hội đồng Thành viên từ tháng 8 năm 2019. Ngoài ra, ông còn là Bí thư Đảng ủy, Tổng Công ty, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Khối Doanh nghiệp Trung ương. Ông Nguyễn Thành Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng của Việt Nam. Như vậy, cho đến nay, Bộ Xây dựng có hai người đã từng bị kỷ luật, đó là ông Nguyễn Thành Nghị, Bộ trưởng, và ông Bùi Hồng Minh, Thứ trưởng. Ông Nghị bị kỷ luật kiểm điểm hồi tháng 8 năm 2020 do sai phạm liên quan đến các vấn đề đất đai ở Phú Quốc. Sau án phạt này, ông Nguyễn Thành Nghị, từ Bí thư tỉnh Kiên Giang bị đưa về Bộ Xây dựng, giáng cấp xuống hàm Thứ trưởng. Hàm Thứ trưởng thấp hơn hàm Bí thư tỉnh ủy. May mà sau đó ông Phạm Minh Chính làm thủ tướng nên ông Nguyễn Thành Nghị mới lên được bộ trưởng. Như vậy, hai lãnh đạo Bộ Xây dựng hiện nay là bộ trưởng và một thứ trưởng như đang bị án treo, chỉ cần thêm một sai phạm nhỏ thì rất có thể hai ông này sẽ lĩnh mức án phạt nặng hơn mức như hiện nay. Và thế là có khả năng tương lai chính trị của các ông sẽ chấm dứt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Ông Tổng đưa lò áp vào lưng quý tử nhà Ba Dũng.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.